Xin chào các bác. Hôm nay nhà vườn em quay cho các bác là cây na đỏ Úc. Cây na đỏ Úc này thực sự là trái ăn rất là ngon luôn. Và vỏ trái có màu đỏ, bên trong trái là có màu hồng, hồng hồng nhạt. Trái to nặng trung bình từ 1 cân đến 1 cân 2 một trái. Đấy là trung bình. Còn cây thì sinh trưởng phát triển cực tốt. Đối với cây na đỏ này là một loại cây mà em thấy từ trước đến giờ là các dòng na ấy có những ưu điểm rất tốt nhưng cũng chưa tốt bằng cây na này, bởi vì là đối với khí hậu miền Nam thì nó sinh trưởng phát triển quanh năm rồi vì không có mùa đông lạnh giá. Nhưng riêng đối với khí hậu miền Bắc nó cũng như vậy luôn. Và không bị rụng lá, không bị thay lá, không bị trút lá như các dòng na của miền Bắc phổ thông như là na Giai Lạng Sơn, na Thái Lan hoặc là na Đài Loan thì đều bị rụng lá vào mùa đông và nó bị chững lại ở các tháng mùa đông. Đến mùa xuân tầm tháng 1, tháng 2 nó mới bật lộc. Do đó cây lúc nào cũng bị ngắt giai đoạn sinh trưởng phát triển. Riêng cây na đỏ này thì cái sự sinh trưởng và phát triển của nó kéo dài nó suốt trong thời kỳ luôn. Nên các bác mà có nhu cầu mua cây na đỏ này về làm kinh tế, trồng để bán trái hoặc trồng vườn nhà, vì cây gì mình cũng muốn là có một ít cho phong phú vườn nhà, có hoa trái để hái, thì mọi người liên hệ trực tiếp với bên nhà vườn em. Nhà em thì còn khoảng hơn 100 cây nữa. Ai lấy thì inbox nhé.